Bây giờ một bạn lại yêu cầu em hát một bài của Binz, thầy lại không biết là giáp như thế nào, thì bây giờ em có thể đáp ứng được yêu cầu này của thầy không? Một bài của Binz. Được 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 Ok, được được mọi người nghe lớp bài hát nhá. Ok, hát em. em on top con về trending đi, không phải YouTube con về trending đi. Em on top em ở trên anh deliver rock, người ta gọi tên anh Big T gì, Big T boy, Big T gì, Big what the fucking noise, thả tim để tao ri em, nhắn tin để trong tim em, có phim thì tao ri em, yes em thích là bi em, học âm anh thích là ti em, vì em thích là ti em, Hai hai trói hai em bằng cà vạt, em theo tin Đà Lạt, nếu mà ngoan em sẽ bị thương, nếu mà ư em sẽ được phạt KOAG, quát bao nhiêu hay là mang thêm friend đi công giao đâu dạng tay dép ai nô nhà lúc này cũng phát là mệt quá à, cho đánh ấy mệt quá. không phải hát, khán giả người ta yêu cầu em hát chứ, người ta bảo em hát hay thì hát cho người ta nghe chứ, cái em không vui à? Không phải vui chứ em, À, đúng lúc lên TikTok không? là nghe giọng Đúng hát em không không? à? Ừ, được. Sao lại TikTok lại có giọng hát của em? Ai? Ai dám đăng lớp 7 lên TikTok? Ai? Để thầy chửi nha. Má anh em lớp 7 hát hay như vậy mà anh em lại đăng bạn ấy lên TikTok là sao nhỉ? Đây 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 Hát thầy một bài thầy hay cho thầy chào đi. Duy, thầy đang chào chào Duy Mạnh đang xem live của thầy đi. Ok, chào Duy Mạnh. Bây giờ thầy nói nha, trưa nay em hát một bài rất là hay, thầy không biết là bài gì. Thầy nhớ là em có hát một bài rất là hay. Quả này là bạn Na chết rồi nhá mọi người. Ồ, đông quá. Ta vẫn giết đường thật. Win thì nó vẫn là việc của Win, anh em hiểu không? Con fit thì Thầy thầy nó thầy chơi thầy chơi cho nó vui thầy bốc nha. thầy bốc thầy bốc thầy bốc Nói tối mai đi học rồi nha, không không coi coi lại được, tối mai bận đi học rồi. má, bây giờ vẫn đi học chơi game mà vẫn nghĩ đến chuyện học á. Thầy cảm động quá nha lớp Ừ. 7 nha, cảm động quá nha, cảm động quá nha lớp 7 nha. Chơi cái nó cái bộ đồ của thầy cho nhanh, thầy giết được nó rồi. Em tung hoa hay thế. Má cày bị mẹ nó dí thầy kìa. Cay Không sao, lo thì win thì vẫn cứ là win thôi anh em ạ. Tại vì cái việc win với quá. cái việc mình vừa fit nó hoàn toàn khác nhau anh em hiểu không? Win là win mà fit là fit. Đấy, nó vẫn cứ fit win thôi. Chơi chơi nha, chơi chơi nha. Đây thầy chơi này, chơi này. Chơi chơi nha. Chào mọi người nha, còn bác nào chưa follow thì follow đi. Nó dí đau quá à. Chưa chơi nãy giờ là vẫn cho lớp 7 tỏa sáng nha, lúc nào mà không tỏa sáng nữa bảo thầy nha. Win thì nó vẫn cứ win mọi người ạ. Cái việc win win với fit thì nó khác nhau lắm thề, đúng lớp 7 đây Đúng mọi người thấy, rồi. mọi người thấy chưa, win nó vẫn là cái việc của win thôi, còn fit vẫn là việc của fit. Mọi người không thể cái hai cái việc ấy không thể đánh đồng được với nhau được đấy, anh em thấy chưa, win vẫn là việc của win, fit là việc của fit, lo thì vẫn cứ lo được thôi. Lại phải win à? Mà lớp 7 nha, hôm nay mày phải cho thầy thua nha, chứ thầy đánh 3 4 hôm nay đánh mẹ chưa thua game nào nha. Thầy 4 3 4 buổi tối ngày hôm nay là thầy chưa biết thua là gì nha. Hôm nay thầy mong là mày cho thầy thua đi được không? Hôm nay sinh nhật thầy đấy. Má thằng nát định làm gì em, thằng nát định làm gì em, Cái gì định định mày? nghĩ còn đất máu ăn được hả, Má kiếm còn đất máu ăn được hả, lớp 7 siêu Việt á? Ôi. Hôm nay em gánh thầy à? Hôm nay làm cái chuỗi 100 đi mọi người. Làm cái chuỗi 100 cho vui. Hoàng Zena chấp thầy 10 mạng. Ô, cô chấp thầy 5 mạng thầy không chơi được. Đánh bằng phân thầy không ăn được. Win thì vẫn cứ win mọi người. Sống trên ở xã hội này thì như nào ở à? Đấy có bạn bạn ấy bảo thầy là thằng kia ngu, thằng bốp đánh ngu như chó, em trả lời cho bạn ấy đi. đúng rồi thầy ngu hơn, tại vì ra xã hội
cứ nhận mình ngu nó đi, tại vì khôn thì nó đi, ngu thì nó giết. Được chưa cả nhà? Khôn thì nó đi mà ngu thì quá thì nó cũng giết, nên là cứ bình thường thôi. Nhớ nhớ thẻ 100k của em nha thầy. Ok, được, mày nói câu đấy là chuẩn rồi. Ra xã hội làm ăn bươn chải bữa. Khôn thì nó đi, ngu thì nó giết, cứ ngu tí đi. Mọi người thấy lớp 7 nó nói chưa? Cứ ngu tí nó mất gì đâu mà. Bố xanh này Dũng ơi. Lớp 7, lo được không? Cái gì? Mà mày lớp 7 gánh à? Này 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 này. Cái gì đây? Chắc chịu. Cái gì lớp 7? Lớp 7 gánh thầy á? Má lớp 7 đánh ghê quá mọi người ạ. Thật. Lâu lâu mới thấy một bạn trẻ trâu à trẻ con mà đánh ghê vậy đấy. Mà lớp 6 đấy chứ năm nay năm nay nó mới lên lớp 7 thì chưa được Vậy tính là 7 được. vậy mà em đọc lại comment rồi chưa, mấy có mấy người chửi em chỉ trâu đến ngu. Trời ơi anh em xin lỗi lớp 7 đi. Má lớp 7 nó đánh ghê như vậy mà lại bảo nó trẻ trâu đánh ngu. Mà ai chế nhạc lớp 7 ở trên TikTok, mày tên là gì nói luôn, tao cứ đọc lớp 7 nghe tao nghe khó chịu Không lắm. phải, không phải chế, không phải chế, đăng lên cho mọi người chiêm ngưỡng giọng hát. Có ai khen em hát này không? Bây giờ có một bài gì giáp giáp Việt đi, cho thầy nghe một bài giáp Việt đi. Thầy đang muốn nghe một bài giáp Việt, em cho thầy nghe đi. Được Nhịp chưa? biết luôn bay trong đầu, đam mê từ lâu đã chạy trong máu. Chữ và nhịp lâu tao biết cảm xúc mình đành kho báu. Đối với các âm nhạc chỉ để nghe, đối tôi âm nhạc là tưởng những thứ lấp lánh, không phải chỉ để khoe mà có thể chúng ta còn lấy được. Xuất phát từ con số không, con bắt cuộc là bài học vỡ lòng rồi, nhớ cái đó à. Hay hay hay. À, mày mày thầy phải bảo mấy 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 đội tuyển phải mời mày về. Má chưa thấy một ai mọi người nhá, tại vì cuộc cuộc đời là vậy mọi người ạ. Ông trời không ai cho ai tất cả mà thế nào ông trời lại cho đúng thằng lớp 7 này. Lớp 7 thế nào cho ông trời cho em hết tất cả vậy lớp 7. Hình như ông trời ưu ái em quá đúng không? Má cho giọng hát hay, cho chơi chơi game hay luôn. Bây giờ còn cái gì nữa không? Những cái gì tốt đẹp nhất em lấy hết của thầy rồi. Thầy chỉ được mỗi cái đẹp trai thôi còn em được quá cay, mẹ cứ nói phét là chết. Thích ông mày ơi. Mọi người thấy chưa? Tuy lớp 7 nó bé thế thôi nhưng mà nó hiểu đạo lý cuộc sống ấy. Tổn mẹ nào gọi ra vậy? Có thằng ôi ôi nhiều lớp 7 ơi có nhiều thằng chửi thầy ngu, có nhiều thằng chửi thầy ngu. Ôi nhanh 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 trả lời cho chúng nó cho thầy. Lớp 7 Vậy này, có nhiều thằng đang chửi đánh thầy mấy ngu ván, không? Có đánh thằng mấy ván em nào? có nhiều thằng đang chửi thầy ngu, em trả lời cho chúng nó cho thầy cái. Đúng rồi, bớt ngu nó, tại vì ra xã hội cứ nhận mình ngu đi, bởi vì con thì nó đề ngu thì nó dễ ít. Chính xác. Má học sinh của thầy nó phải vậy, ra xã hội làm ăn bươn chải đúng không? Má lắm. Trời ơi lớp 7 mẹ múa không trượt phát nào luôn kìa. Thầy thầy Ôi tới mấy ván em đi học bài rồi. má, mày lừa thầy rồi. Ra xã hội làm ăn bươn chải mọi người thì lớp 7 nó còn biết cái điều đấy. Anh em lớn rồi anh em còn không biết. Lớn hơn nó mà còn không biết cái điều đấy à? Ra xã hội làm ăn bươn chải đừng có bao giờ nhận khôn nhỉ. Người ta chửi ngu ok vui. Vui đúng không? Thầy chỉ vui khi ai chửi thầy ngu thôi lớp 7 ạ. Má cuộc sống là vậy em ạ. Nhớ chưa? Nghe lời thầy chưa? Sau này lớn lên nha lớp 7 nha. Đừng bao giờ quên lời thầy dạy nha. Cuộc sống là vậy lớp 7 nhá. Khôn quá thì lớn. Trời ơi lại còn lên cái đồ đéo gì đây. Khôn quá thì nó đi em ạ. Ngu quá thì nó cũng bem chết. Hiểu chưa? Nghe chưa? Nghe rõ thầy chưa? Rồi. Rõ thầy nói chưa? Nhớ nhá. Xã hội là Rồi. vậy. Xã hội là vậy em ạ. Lớp 7 này nghe thầy nói này. Xã hội ấy
Địt mẹ mấy con chó này sao cứ gọi điện mình thì mình đã không muốn chửi rồi. Ra xã hội ấy, nó Người khác viết với trường bài, đời như nào người em viết biết bài. không? Từ từ nốt vào game thầy 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 dạy cho em. Xã hội với trường đời nó khác nhau như nào anh em ạ? Chào cả nhà nhá. Má à, liền cái đổ sai quá. Lo thì nó có win, mọi người thấy chưa, win thì nó vẫn cứ win thôi. Win nó là việc của win. Chuỗi nó là việc của chuỗi, mà fit mạng thì nó vẫn cứ là việc của fit. Lại phải win. Má chơi game đéo biết thua là gì mà. Thằng Mà hiện tại là mình nói luôn là cái thằng thằng top 1 thách đấu mọi người. Mình rủ nó chơi mà nó đang có đánh giải, nó đang đánh giải, thế là phải rủ tạm thằng lớp 7 vào chơi. Alo. lo Lớp 7 ơi. Một khi chơi hát thì anh em biết cái đẳng cấp rồi gì. Chơi ạc à, khác rồi à, thầy không chơi hộ, chơi hộ thôi, thầy chơi hộ thôi. Chơi hộ mà mọi người tí nữa mới chơi hát đi chính. Bốp ngu VC, cảm ơn Nguyễn Khanh nhá. Kìa, lại có người cái gì Nguyễn Khanh chửi thầy là ngu kìa em ơi. Giảng đạo lý cho nó em. Giảng đạo lý cho nó đi. ra sao rồi, đừng có nhận mình khôn nó, bởi vì khôn thì nó đi, ngu thì nó giết, cho nên tốt nhất cứ nhận mình ngu nó đi. Được chưa anh em? Lớp 7 nó còn biết cái đấy Đây mà. đây chơi Ơi. chơi đến khoảng 9 9 giờ, 9 giờ 15 em nghỉ như này, Để làm gì? đi đi học. Má một con người đúng thật là thầy chưa cần biết em ở ngoài như nào nha, thầy đã biết em đẹp trai rồi. Đúng chưa? Má Đẹp thiệt này. chơi game còn biết giờ đi học. Đúng anh em. Má nó chơi game nó còn biết giờ đi học, thế thì tặng cho thầy một bài đi, sắp nghỉ rồi thì tặng cho thầy một bài hát đi. Được chưa? Khán giả thầy kiếm, được chưa? Một bài nhẹ nhàng em hát cho thầy nghe. Chứ bây Với giờ lại ra. thầy đừng có bắt em nói, thầy đừng bắt nói đạo lý, em nói hoài không mệt, đúng rồi, thầy À, nói đi. nói hoài mệt à? Ừ được. Thế bây giờ hỏi lần cuối nhá. Biết thầy hỏi lần cuối thôi được chưa? Lần cuối cùng thôi. Sao thầy hỏi lần cuối được không? Được được Được, có nhiều thằng bây giờ ai có mấy anh em nó vừa bảo thầy là ngu quá kìa, em trả lời cho thầy biết đấy. ra xã hội, đừng có nhận mình gom nó, bởi vì gom ơn thì nó đi, ngu thì nó giết, cho nên tốt nhất cứ nhận mình ngu nó đi. Chính xác má, thì mỗi lần là người ta comment thầy ngu là thầy vui đúng không? Vui được vui không em? Được vui không? Được vui đúng không? Đấy, cứ nhận ngu đi đúng không? Xa xã hội mà. Hello mọi người nhá. Đấy, lừa đấy, cái pháo này chính là cái giáo cuối cùng để mày sống trên đời này đấy. Có đánh không? Có đánh không? Có đánh không? Kìa, trúng giáo này, trúng giáo này, trúng giáo này, trúng giáo kìa. Trúng giáo kìa. Đấy, thấy chưa? Thầy bảo rồi, cái giáo đây là cái giáo cuối cùng để cho nó sống. Sao mà chạy được? Thầy đã bảo rồi, đấy là cái giáo ký hiệu mọi người không? Tại vì xem phim, mình nói thật với mọi người là mình xem phim cổ trang hơn nhiều. Thế là đôi khi là nó muốn giết một ai phải bắn ký hiệu. Mọi người tưởng muốn giết là giết à? Phải có ký hiệu đấy cả nhà, chứ đâu phải là muốn giết mà giết đâu, đúng không ạ? Lớp 7. Đúng rồi. Chào 4K anh em nha. Trời ơi buổi tối vẫn được 4K là mình vui rồi đấy. Anh em thả follow ta like cho mình đi. Hello cả nhà nhá. Bắn slim cho nó vui. Hôm nay lớp 7 nó bảo là kéo nó lên 50 sao một cái. Thế được, cứ vào đây thầy kéo. Thầy thầy Ui. thầy chơi Ơi. team 5 được không, cho hai anh của em vô đánh, một anh cao thủ 80 sao, một anh cao thủ 51 sao vô đánh Thôi. được không? Thôi tha thầy. Tha thầy. Thôi thầy đi ba cho nó vui, mày hai anh mày vào, hai anh mày một người thì đẩy bùa, người thì phá bùa giết thầy à? Không không, hai anh của cháu đánh đích chính mà, đâu đánh đích phụ, đâu đâu Không. có ngu gì phá đâu. Cày Thầy với mày trời, chơi thôi. Khôn thế mẹ đấy mọi người, đúng là thật là cái nó khôn. Nó biết là đánh được với thầy nó auto win, thế là nó lại còn rủ cả anh nó vào nữa. Mày game này ông cháu hả? 87 sao rồi, đâu anh cháu 87 sao rồi, đâu À cần được. nữa. Anh cháu. Anh đã đi. À, game chán. Game chán quá mọi người ạ. Một khi đã chạy hát thật sự kỹ năng slim thì mình phi thì nó phải gọi là đây này có trúng một người này đấy, thấy chưa?
băng này, băng này, băng này. À, thủ không bằng nhà thủ. Trời ơi, làm mới được kìa, đường dưới ăn kinh tông đi. Trời ơi, làm mới được kìa, đường dưới là ăn kinh tông đi. Ăn kinh tông đi. Mày xem tao từ lâu rồi đúng không? Thằng lớp 7 nói luôn, mày xem tao từ bao giờ, sao chị không? Những cái câu nói của tao từ cái lúc tao nhận là top 1 sách đấu bây giờ mày vẫn nghĩ ra, mày vẫn nhớ. Hả? Tao bây giờ mày vẫn nhớ. Thì nhớ rồi. Mày xem tao từ bao giờ nói luôn, nói cho khán giả biết tại sao những cái câu mà ăn kinh công đi bây giờ mới phút thứ tư kinh công làm gì đã ra. Cái câu này tao nói từ cách đây 1 tháng rồi. Mày xem tao cách đây Không 1 tháng biết đúng không? nữa, hồi xưa thấy thầy trên TikTok, thấy thầy của mày à, ngồi coi giải trí vài lần luôn á, Thật á? không coi tới giờ. Vui không? Vui vui vui. Vui mà sao vẫn nhiều thằng nó cứ chửi thầy ấy? Thầy mang lại tiếng cười mà sao nhiều thằng nó cứ chửi thầy là sao? Hả? Tại vì không biết các tụi nó ghét ghen ghen ăn tức ở. Đấy, đây là ký hiệu đó mọi người. Thật ra là mình cái môn phái của mình họ bắt phải làm như vậy. Mọi người thấy chưa? Đôi khi là nó phải có cái ám chỉ gì đấy. Đây đây đây, Hả? Sao môn phái sao sao lên quyền ở đây Salon là môn phái gì? không biết nữa, cháu coi mạng mấy thằng mà hay 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 dùng ám hiệu gì thường nói đạo lý, lại dùng ám hiệu thường vô môn phái sao lên quyền Sao lon quyền á? á. Sao lon quyền là gì nhỉ? Sao lon quyền là gì mọi người? Chết rồi, trúng rồi. Ám chỉ á? Má mày bắn ký hiệu như vậy rồi mà còn không biết để ăn. Thật ra là mình bắn ký hiệu mọi người. Này bắn ký hiệu lần nữa này. Này ký hiệu kìa. Kìa. Là xạo lợn. Thật ra đấy mọi người thấy không, thật ra mình còn chả cần cần gì phải trúng đâu đúng không em? À, đúng không? Ở lớp 7 thầy thầy nhiều anh em bảo thầy là tại sao thầy Phi không trúng phát nào, để trúng để làm gì đúng không? Thầy Cái cứ đó sợ là ám hiệu thôi, ám hiệu mọi người hiểu không? Đây là thật ra là anh em làm cùng hiệu phải cùng gọi cái như đó ám là hiệu của môn phái sao lon quyền thôi. sao lon quyền là gì nhỉ? Thầy hỏi anh em á, anh em biết cái này. Đấy thầy bắn ký hiệu, toàn bắn ký hiệu thôi chứ có bao giờ thầy cần dùng chiêu một để tun đâu đúng không? Mà thầy cứ xanh này thôi. Sao lon quyền á? Sao lon quyền là gì mọi người? Từ từ tao hỏi thầy hỏi khán giả là sao lon quyền ép trụ này. Đấy, cái chiêu một mình chơi có cần phải trúng đâu anh em, thậm chí là mình còn chả cần dùng luôn, nhưng mà một khi đã chơi hát thì trúng nhiều để làm gì đúng không em? Trúng nhiều mà vẫn thua thì trúng làm gì? Thầy chả cần trúng thầy vẫn win, nó là cái đẳng cấp của thầy hiểu chưa? Cái điện cấp đó là Đấy, thầy có cần trúng chiêu tí một tí đâu là mọi người thấy chưa, nãy giờ mình có cần trúng chiêu một phát nào đâu, nó một lại bắn là lú liền, chính xác. hai bắn là lú luôn. Đấy anh em mà thích chơi slim đây, chơi hôm nay chơi slim nhá. Này ký hiệu này, bắn ký hiệu này. Đấy anh chưa cứ cần trúng đâu, còn nó là tại vì anh em biết sao không, nó là bắn ký hiệu mọi người không? Này lần này là bắn chuẩn này, lần này bắn chuẩn này, này đấy đấy, lúc nào chuẩn là mày chuẩn, ký hiệu là ký hiệu. Cày ulti tốc biến quả được đấy. Ô lạnh má lớp 7 ơi, thầy khóc mất thôi, nó lại chửi thầy ngu kìa. Lớp 7 ơi, Hả? nó lại chửi thầy ngu, bọn nó lại chửi thầy ngu kìa. Trời ơi, hãy nhớ cái câu ghim cái câu đó vô đầu đi. Câu gì kìa, nhiều người hỏi câu gì kìa. Cái câu là ra xã hội làm ăn bươn chải phải nhận nó khôn hơn mình, mất công khôn thì nó đầy ngu thì nó giết. Chính xác, xã hội là vậy đúng không em? Ngu khôn quá làm gì? Chết rồi. Nãy giờ là cũng phải chấp nhường mạng tí đấy. Bây giờ chơi thật này. Bây giờ tôi sẽ thể hiện kỹ năng thật sự nha. Phong giáo không chơi phát nào nhé mọi người. Đây này này. Ra lệ kinh công với thầy này.
Ủa khi nào thầy thi đấu giải bán chuyên nhà, nghe nó hồi trước thầy đăng là thầy sắp thi đấu giải bán chuyên đúng không? Không, bọn nó ghép ảnh thầy chứ thầy đã đánh giải bao giờ đâu, biết đánh giải là gì, bán chuyên Ôi đúng thầy không? ơi, hồi xưa thấy thầy đi đánh giải quá trời luôn á, còn còn được còn cày răng thách đấu chung với TDN Esports hồi đó, thầy trong top thách đấu 37, thầy cầm súp và men đúng không? Vào 2 năm trước á, 2 năm trước. Mày mày điều tra tao làm đéo gì, mày cái thằng lớp 7 đấy, cuộc sống mày em biết ít thôi, biết nhiều quá mẹ mày biết, đừng có biết nhiều quá nhá, lớp 7 nha, thầy dạy lại một điều nữa đấy, biết ít thôi, biết nhiều Bọn quá nó là có chửi thầy răng bạch kim nhưng mà bọn nó đâu có biết hồi xưa thầy từng nằm trong top 37 thách đấu đâu. im đừng có nói nữa mày, cuộc sống biết ít thôi, càng nói càng chết thầy đấy, được chưa, biết ít thôi, càng ít càng tốt, biết nhiều gì đấy. Để thầy, để thầy, để thầy, để thầy. Thằng này nó điều tra lý lịch mình mọi người, mẹ đến cái thứ, những cái thứ mà mình còn quên mẹ rồi mà nó vẫn nhớ. Lại lại phải gì, lại phải gì, Lại với Win thôi, lại với Win. ok, lại phải win à, muốn thua không, muốn thua không, hôm nay sinh nhật em à, lớp 7 hôm nay sinh nhật em à. Không không không, qua rồi, qua rồi. Thế tại sao lại muốn thua, không muốn thua không, muốn Hả? thua không, muốn thua đúng không? À trời, cứ phải win này á. Thôi, cái ạc này muốn Win mà, tại vì đang thấp quá bọn nó chê rồi. Được, thầy kéo mày lên. Học sinh của thầy danh danh thấp lắm mà bị ai chỉ danh thấp mà vào hết đây thầy kéo hết lên luôn. Bữa nào mình sẽ tạo phim năm nhé mọi người. Đấy, học sinh của thầy, một khi đã học sinh của thầy. Ra xã hội, ra xã hội, ra xã hội, hiểu chưa? Đấy, ký hiệu đấy, ký hiệu đấy, thấy chưa, nó ký là ký hiệu đó anh em, thật ra là môn phái nào thì nó cũng có những cái thứ mà mọi người ơi, môn phái nào thì nó cũng có những cái thứ là nói là nào nhỉ, bắt buộc, ví dụ như kiểu võ lâm ngày xưa, võ lâm thì phải cạo chọc đầu này, à thiếu lâm chứ nhầm, lại bảo võ lâm, cạo chọc đầu này, đấy, những cái môn phái, những cái gọi như là không thể bỏ được, anh em hiểu không, sao mà bỏ được, làm kèo 10 không dát lấy 100 sao không bốp, ảnh kèo khoái thế, mày đánh với thằng lớp 7 mà